Dạ, xin Thầy cho con hỏi hộ niệm có nhất thiết phải có mền quang minh không? Lúc nào nên đắp mền quang minh cho người bệnh con thành kính tri ân? Câu hỏi thứ nhất là hộ niệm nhất thiết có phải cần có mền quang minh không? Thì xin thưa như vậy, không cần. Có mền quang minh thì tốt, không có mền quang minh vẫn hộ niệm tốt như thường, không có gì trở ngại. Nếu không có mền quang minh thì chư vị có thể dùng cái mền nào mong móng, cái miếng vải nào mong móng mình đắp để cho lỡ cái thân của người đó người ta lạnh gì đó đỡ bớt đi. Nhớ cho kỹ cái điểm này, nhớ cho chư vị. Dẫu cho trời nắng nóng lên nữa thì cũng nên có cái miếng vải mong móng, tại vì nắng nóng thì chúng ta có thể mớ máy lạnh, thì coi như vải mong móng như vậy nó cũng có thể giúp đỡ cho người bệnh được. Hơn nữa là người bệnh thường thường cái áo quần xốc xếch, người ta dễ dụ cho nên thường thường cái quần nó trồi lên trục xuống, thì cái những cái vải nhẹ nhẹ đó nó làm cho cái thân thể người ta có vẻ trang nghiêm hơn. Nếu có mền quang minh thì tốt lắm, không có gì trở ngại. Lúc nào nên đắp mền quang minh? Thấy người ta có cái hiện tượng sắp sửa xả bỏ bao tông, mình có thể đắp liền, đắp trong lúc người ta còn thở còn sống, không sao cả. Nếu mình đắp rồi mà sau đó người ta tính lại thì mình xếp mền quang minh cắt đi, không có gì trở ngại hết. Nhớ nghe chư vị, ngay các cái mền quang minh đó chư vị có thể giữ lại để mà đắp cho người khác cũng được, không có gì trở ngại. Nhưng mà điều thường thường theo như tình hải này hay có chủ đề là nếu cái mền quang minh mình đắp cho người khác rồi, đắp cho người này thì thấy gia đình họ buồn thì thôi chư vị xử lý sao cũng được. Còn bên Tịnh Tông thì người ta nói là cất đi để mà đắp cho người khác thì đắp như vậy. Chứ mà thấy có nhiều người khi đắp như vậy thì người ta không vui lắm, không vui lắm. Thì chư vị có thể xử lý sao cho nó vừa cũng được. Nếu mà không có gì trở ngại, chúng ta có thể giữ cái mền quang minh đó để đắp cho người khác, hoàn toàn là một miếng vải, không có cũng được cơ mà, không sao đâu. Phải không chư vị? Nhớ cho rõ điều này nha. A Di Đà Phật.